Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế Giới Nghiêng. Thưa quý vị, thế giới đang bộc lộ sự bất mãn ngày càng lớn với trật tự dựa trên luật lệ của phương Tây. Và đây là cơ hội để Nga cùng các nước Nam Bán Cầu thiết lập lại trật tự mới. Cái gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng trước. Cuộc họp tháng 6 tại Nga của các bộ trưởng ngoại giao Boris, chuyến công du châu Á của Vladimir Putin và thậm chí cả chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Moscow Tất cả những sự kiện này là bằng chứng cho thấy Mỹ và các đồng minh đã không thể cô lập Nga khỏi phần còn lại của thế giới. Rõ ràng là Nam bán cầu, nơi thống nhất hơn 130 quốc gia với tổng dân số khoảng 6 tỷ người, không có ý định cắt đứt quan hệ với Moscow. Ngược lại, mặc dù bị phương Tây gây sức ép và tống tiền, nhưng các quốc gia Nam bán cầu vẫn nỗ lực phát triển và củng cố quan hệ với Nga. Các quốc gia này thậm chí còn đang tỏ ra tức giận với bá quyền của phương Tây và muốn thành lập một trật tự thế giới mới dựa trên công lý và chủ quyền. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã có phần củng cố vai trò của thế giới phương Nam. Phương Tây hy vọng sẽ giành lại được sự ủng hộ vô điều kiện của phần lớn thế giới, vì họ có quyền thực hiện các cơ chế trừng phạt thông qua các tổ chức tài chính quốc tế do phương Tây kiểm soát. Nhưng các phương pháp truyền thống của Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu mất hiệu quả. Iran và Bắc Triều Tiên những quốc gia đã sống dưới các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây trong nhiều thập kỷ đã trở thành ví dụ cho các quốc gia khác muốn theo đuổi chính sách đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia. Phương Tây cũng đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt lên Nga, nhưng điều đó lại biến nước này thành chỗ dựa vững chắc cho toàn bộ Nam bán cầu. Một ví dụ điển hình là vai trò ngày càng tăng của các hiệp hội quốc tế thay thế, chẳng hạn như SCO và BRICS. Trong đó, Nga nắm giữ vai trò lãnh đạo. Nhiều quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập các tổ chức này Nơi họ nhìn thấy nhiều cơ hội mới cho chính mình. Và đầu tháng 6, bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan cho biết, Ankara có ý định gia nhập BRICS. Đối đầu với phương Tây, điều giống như một tia sét giáng xuống giữa bầu trời xanh. Châu Âu rõ ràng là không hài lòng về điều này vì Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng của NATO. Năm nay hội nghị thương đỉnh BRICS sẽ được tổ chức tại Nga. Theo nhiều nguồn tin, các nhà lãnh đạo của hàng chục quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia và Ai Cập, có kế hoạch tham dự sự kiện này. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ có thể có sự tham dự của đại diện Ả Rập Xê Út, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các đại biểu từ một số quốc gia sẽ công bố ý định gia nhập BRICS. Tất cả các quốc gia này tiếp tục phát triển quan hệ thương mại và kinh tế với Moscow mà không sợ lệnh trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh trật tự thế giới đa cực đang nổi lên, việc phớt lờ ý kiến của Nam Bán Cầu sẽ dẫn đến sự gia tăng căng thẳng hơn nữa và chia sẻ cộng đồng quốc tế. Quan điểm của Nam Bán Cầu về vấn đề Ukraine cho thấy mong muốn độc lập hơn trong các vấn đề quốc tế, cũng như chỉ trích các hành động đơn phương của phương Tây. Hội nghị thường đỉnh Ukraine tại Thụy Sĩ cho thấy các quốc gia tham dự sự kiện này đang tìm cách giải quyết xung đột, nhưng không quốc gia nào muốn xung đột toàn diện với Nga. Nói một cách đơn giản, cuộc họp đã chứng minh rằng Volodymyr Zelensky của Ukraine đã hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của Nam Bán Cầu. Và khi thấy cuộc chiến ủy nhiệm với Nga là vô ích, phương Tây đang dần cảm thấy mệt mỏi với nó. Đáng chú ý là Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng kết quả của cuộc họp sẽ khác nếu Nga tham gia. Đại diện của 92 quốc gia đã đến hội nghị thượng đỉnh. 78 quốc gia ban đầu đã ký thông cáo mà như những người tổ chức sự kiện đã lưu ý, không bắt buộc họ phải làm bất cứ điều gì trong số những quốc gia bỏ phiếu trắng có Armenia, Bahrain, Brazil, Vatican, Ấn Độ, Indonesia, Colombia, Mexico, Libya, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Slovakia, Thái Lan và Nam Phi. Sau đó, Iraq, Jordani và Rwanda đã rút chữ ký của họ và kết quả là chỉ 75 quốc gia xuất hiện trong danh sách các bên ký kết. Ngay cả quốc hội Ukraine cũng thừa nhận rằng tình hình đang bế tắc, không có lợi cho Kiev và cả những người quản lý họ ở phương Tây. Kiev cho biết, hội nghị thứ hai đã được công bố trước đó sẽ không diễn ra vì hội nghị đầu tiên không đạt được các mục tiêu cần thiết. Điều này xảy ra vì Nam Bán Cầu, với tư cách là đa số toàn cầu, đã thể hiện sự thiếu quan tâm đến vấn đề Ukraine. Thực tế là ngay cả những nước phương Tây hàng đầu như Úc và New Zealand cũng cử những đại diện không mấy quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh. Lần lượt là Bộ trưởng Bộ Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Cảnh sát và Dịch vụ Cải huấn điều này cho thấy phương tây thực sự thiếu nghiêm túc về việc tham gia các hội nghị thượng đỉnh tổng thống mỹ joe biden cũng không tham dự sự kiện này thay vào đó cử phó tổng thống mỹ kamala harris người có sự hiện diện khá thiếu thuyết phục và hời hợt washington đã cố gắng giữ thể diện vì các nhà lãnh đạo ấn độ nam phi và brazil đã không tham gia hội nghị thượng đỉnh và trung quốc hoàn toàn phớt lờ sự kiện này nếu rõ lập trường của mình ngay từ đầu Tất cả các nước BRICS đều là thành trì của Nam Bán Cầu và đã chọn tăng cường quan hệ với Nga và BRICS. Nói cách khác, mục tiêu ban đầu của Kiev và các nhà tài trợ phương Tây của họ là để chứng minh sự ủng hộ hoàn toàn của cộng đồng thế giới đối với Ukraine và sự cô lập hoàn toàn của Nga đã thất bại thảm hại. Ngay cả Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng không thể thể hiện được 100% sự ủng hộ dành cho Kiev, chưa kể đến các đại diện của Nam Bán Cầu. Trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu được tổ chức hồi đầu tháng 6, Giới tinh hoa cầm quyền ở các nước EU hàng đầu như Pháp, Đức và Bỉ đã thất bại một cách cay đắng. Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức AFD, chỉ vài năm trước được coi là một đảng thiểu số ở cả Đức và châu Âu, đã đứng thứ hai trong cuộc bầu cử nghị viện EU ở Đức và đã đẩy đảng cầm quyền xuống vị trí thứ ba. Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Pháp. Xã hội của các quốc gia này đang mệt mỏi với hành vi điên rồ của chính phủ thay vì khuyến khích đối thoại và quan hệ láng giềng với Nga. Các nước EU lại đi theo con đường đối đầu công khai và cứng rắn với Moscow, cố tình phá hoại quan hệ với Bắc Kinh và đe dọa toàn bộ nam bán cầu bằng một cuộc chiến tranh lớn, tất cả nhằm mục đích buộc thế giới phải chấp nhận quan điểm của phương Tây mà họ coi là quan điểm duy nhất đúng đắn. Ngay cả thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng phải thừa nhận rằng tình hình không có lợi cho ông và sự ủng hộ của liên minh cầm quyền tại Đức đang giảm sút vì mải mê ủng hộ Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Schol nói thêm rằng nhiều người Đức không hài lòng với các lệnh trừng phạt chống Nga và kết quả bầu cử nghị viện châu Âu là bằng chứng rõ ràng về điều này. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thậm chí còn công khai kêu gọi mọi người không bỏ phiếu cho các đảng cánh hữu trong cuộc bầu cử quốc hội nội bộ đang diễn ra, vì điều này sẽ hạn chế sự ủng hộ của Paris đối với Kiev. Các quốc gia như Hungary và Slovakia đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng và nhận ra rằng thế giới không chỉ giới hạn ở phương Tây họ thấy rằng Nam Bán Cầu cũng có điều gì đó để cống hiến và ít nhất là hành xử theo cách có chủ quyền. Thổ Nhĩ Kỳ thì vốn đã mệt mỏi vì áp lực của Washington và đã trực tiếp trải nghiệm mọi hệ lụy khi hợp tác với phương Tây và cuộc khủng hoảng kinh tế do nó gây ra. Nhận thức được những điểm yếu của Thổ Nhĩ Kỳ, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Peter Stano đã trực tiếp tuyên bố rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và áp đặt các hạn chế tương tự, Điều này sẽ chứng minh thiện trí của Ankara và sẽ giúp họ giành được lòng tin của EU. Nói cách khác, các quan chức châu Âu đang nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ nên từ bỏ lợi ích riêng của mình và hy sinh sự hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ để làm hài lòng châu Âu và phương Tây, và rằng Ankara không có lựa chọn nào khác. Trong khi đó, khi phương Tây cố gắng tạo ra các hình thức nhóm họp mới để thu hút Nam bán cầu và đe dọa trừng phạt họ, Tổng thống Nga Putin đã thực hiện chuyến công du châu Á, thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và Việt Nam. Nước ta và Triều Tiên từng là đồng minh thân cận của Liên Xô và hiện muốn có mối quan hệ chặt chẽ và lâu dài với Nga. Cả Triều Tiên và Việt Nam đều là nạn nhân của các cuộc chiến tranh mà Mỹ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia. Cả hai quốc gia đều tìm cách theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và ủng hộ nỗ lực của Nga trong việc hình thành một trật tự thế giới mới. Bình Nhưỡng và Hà Nội đang chịu sức ép từ Washington, nhưng vẫn giữ vững lập trường của mình. Đất nước chúng ta cũng như Triều Tiên coi Nga là chìa khóa cho sự ổn định và an ninh trong khu vực.